Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ những cái câu nói cho quý anh chị các bạn tham khảo. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Dì lình nhìn, chúng dứ tú co chỏ, ừm chí lị tì co xình tiểm lét, tu dứ ngọ xì can, khó sạch hay hổ màn trường, dánh hoài thiều lù trùng mì chí hay kỹ duyện, tài cá tú hí mòn phai tí co, kỳ tòi hí mòn phai tí lì, bắt co chìn lù tú m hay câm mèn lọn, sánh cái hí mòn hay chịt lù, tình hay m hẳn tình ke lù, dành sắn cho hài cẩm, dậu tấy cúc chậu dậu cú sán, chỉ dậu hí mòn mình thiến quỵ căn hữu. Thì nó có nghĩa là năm 2020 cuối cùng cũng đã đi qua, không biết các bạn đã qua như thế nào. Đối với tôi, thời gian thật sự rất là dài, bởi vì con đường còn chưa biết là bao xa. Ai ai cũng hy vọng sớm qua mau, hy vọng một kỳ vọng sẽ mau đến. Nhưng mà con đường phía trước cũng còn chưa rõ, hy vọng mới là con đường đi thẳng hay là con đường chưa chắc chắn. Đời là như thế, có thung lũng sâu thì có đỉnh núi cao, hay nói một cách khác, đời là như thế, có buồn rồi sẽ có vui. Chỉ hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp.